các bạn, đây là dòng xích điện bát năm tấc của Beck Audio, có cái mã là F118SA, có công suất đỉnh lên đến là 800W. Thì hiện tại loa xích điện bát năm tấc này các bạn có thể đánh cho những diện tích phòng lên đến là 40m2, có thể dùng cho gia đình hoặc là kinh doanh, thậm chí là các bạn có thể đi những show sự kiện ngoài trời nhỏ vẫn có thể xài được xích điện này. Thì ưu điểm của xích điện là các bạn không cần có thêm một đẩy hoặc là âm ly đánh cho nó nữa, mà tự bên trong nó là có công suất rồi. Chúng ta chỉ cần dùng tín hiệu của âm ly của mixer và mình đưa tín hiệu xuống bằng có thanh là AV hoặc là Canon, đó là xích có thể tự hoạt động được luôn. Xích hiện tại có thùng vỏ làm bằng gỗ, tức là chắc chắn, mặt lưới đánh thẳng. Đây là mặt sau của sản phẩm, model được in rất là rõ 118SA. Thì từ phía trên các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái ngõ là line in, tức là ngõ vào âm thanh từ mixer hoặc là âm ly. Thì đây là cái ngõ vào kết hợp, các bạn hãy dùng là jack Canon đực hoặc là jack 6 ly. Thì kế bên nữa chúng ta có nút gain để điều chỉnh cái độ lớn nhỏ của xích. Nếu mà chúng ta ứng vào thì cái âm lượng nó sẽ giảm là còn 40 thôi, còn khi chúng ta thả ra thì lúc này là sử dụng 100% công suất luôn. Thì kế bên nữa chúng ta sẽ có nút volume, tức là âm lượng lớn nhỏ. Thì đặc biệt đó là cái dòng xích chính hãng này có thêm một cái cổng là cổng layout, tức là các bạn có thể dùng thêm một cái loa xích thứ hai. Thì chúng ta sẽ lấy tín hiệu từ cái cổng layout này kết nối vào cái cổng line in của cái xích thứ hai, chúng ta không cần phải dùng cái ngõ phía trên của mixer mình chia đôi nữa, nó rất là bất tiện. Rồi còn về phía dưới đây thì chúng ta có thể là mượn của cái công suất của cái loa xích này để mình đánh ra loa, nhưng mà mình khuyến cáo các bạn không sử dụng như vậy. Chúng ta có cái ngõ vào của nguồn điện là 220, nó đi kèm dây luôn rồi các bạn nha. Rồi bên đây là cái công tắc nguồn, tắt mở thôi.